không có hoài nhỉ. khai tí nhá. Gọi hai vợ chồng gọi rồi. Cái đầu vòi gì đấy. Còn ông kia nghe máy gọi vợ rồi. Ơi. Con hết đạm rồi bạn. Vâng. Cô Thanh ơi. Đúng 2 cân này riêng. Hơn 2 cân chứ. 20.000 ạ. Anh nhặt đi, con này to mà. Cân bao tiền? 10.000 anh ạ, 10.000 một cân. Anh lấy mấy cân? Độ 3 cân, chắc cái này anh lấy đi làm giống thôi. Đi thả nhỉ? Ừ. Này thả sống mà. Có biết con nào con đực con cái không? Có mà, để em soi hộ nhé. 2 cân. Cái mấy con to to này này. Rồi. Cái này mà to tí nữa là nhắm rượu thì ngon lắm nhỉ. Của anh 30.000 ạ. 30.000 ạ. Vâng. Anh cảm ơn nhé. Vâng. Trái bán đây à? Nói thêm một cân em. 10.000 một cân anh ạ. Anh lấy mấy cân? Cho anh 3 cân đi. Anh lấy thả ao thôi. Con bé này thả nhân giống thôi. Nhưng mà lấy giống thôi. Này thả ao xong nó ấy lắm nha, mày nó lớn này nhiều lắm nha. Con này con nhỏ nhỏ em đi nhặt ở suối mà. Anh 50.000 ạ. Thế là tiền. Dạ vâng. Đây, em về đây. Em về đây. Dạ vâng.